Hôm 25 tháng 3, ông Trump đã phát biểu trong buổi vận động bầu cử đầu tiên tại thành phố Waco, bang Texas, phần lớn thời gian ông dành để chỉ trích các công tố viên đang điều tra ông. Ứng cử viên hàng đầu của Đảng Cộng hòa cho kỳ bầu cử tổng thống 2024 đã cáo buộc chính quyền của tổng thống Đảng Dân chủ Joe Biden dàn xếp các cuộc điều tra nhằm làm suy yếu nỗ lực vào Nhà Trắng của ông ông Trump đang bị các công tố viên ở Manhattan điều tra với cáo buộc chi tiền mua sự im lặng của một nữ diễn viên phim khiêu dâm trước cuộc bầu cử năm 2016. Đồng thời, Bộ Tư pháp cũng đang điều tra cáo buộc ông Trump lưu trữ các tài liệu mật và âm mưu tìm cách lật ngược kết quả bầu cử năm 2020. Bên cạnh các rủi ro pháp lý, ông Trump cũng đang phải nỗ lực giành lấy đề cử từ Đảng Cộng Hòa trước đối thủ John DeSantis, hiện là thống đốc bang Florida. Cũng trong buổi vận động, ông trump cho rằng thế lực ma quỷ đang cố gắng phá hủy đất nước với mô tả nước mỹ là một quốc gia thất bại với nền kinh tế đang rơi tự do nhiều người đã tán thành và dơ bảng ủng hộ ông trump họ cho rằng cựu tổng thống đã làm rất nhiều điều tốt đẹp cho nền kinh tế và biên giới bày tỏ hy vọng ông trump sẽ lãnh đạo trở lại một số chuyên gia bày tỏ lo ngại về bạo lực có thể xảy ra nhưng buổi vận động diễn ra xuân sẻ mà không có rắc rối nào